Và tiếp theo sau đây là tập thứ 16 của Người Trăm Năm Cũ, tác giả Hoàng Khởi Phong. Xin mời bà con cùng nghe tiếp. Cha con bắt cháu ông Đề bước vào quán nước ngay cổng làng Tiên Du, vào lúc mặt trời đã ngang ngọn tre. Mấy khách quen trong làng thấy người lạ thì đứng lên, nhường hẳn một cái ghế dài trước cái chõng tre duy nhất trong quán. Ông Đề chắp hai tay trước ngực cảm ơn tất cả, rồi thản nhiên ngồi. Cả Huỳnh, cả Trọng, Cai Sơn lễ phép đứng hầu phía sau. Cái ghế dài có đủ chỗ ngồi cho cả bốn người mà chỉ có một người ngồi nên rộng thênh thang. Câu chuyện trong quán nước đang ồn ào đột nhiên lắng xuống. Mấy người nông dân trong làng trông thấy cách ứng xử của cha con ông Đề thì nghĩ đây là quan quyền ở đâu về chơi. Chưa biết chừng đầu không phải lại phải tay nên mắt trước mắt sau trốn hết. Họ len lén đội nón sồm sụp che khuất mặt khi ra khỏi quán. Một người phụ nữ cỡ 30 tuổi áng chừng là chủ quán, từ phòng trong bước ra, cất tiếng đằng hắn trước khi chào đón khách. Mấy ông cần dùng chi ạ? Ông Đề vẫn nhìn ra ngoài quán, nhìn theo bóng của mấy người nông dân. Bụng nghĩ thầm, dân tình sao mà kỳ dị? Cứ thấy bóng người lạ là lãng, khi mà vận nước đến lúc bị thì chả trách được. Nhưng mà xem chừng làng này đã thành lập lâu đời lắm rồi thì phải. Chả gì thì cái tên Tiên Du cũng phải có tới mấy trăm năm nay. Mới trông thấy mà cũng đã thấy nền nếp lâu đời hiện rõ nơi mái đình với hình lưỡng long chầu nguyệt. Xin lỗi ông dùng gì xin cho biết ạ? Ông Đề vẫn chìm đắm trong cơn suy nghĩ. Chợt quay đầu nhìn lại, ông cảm thấy khó xử trước ánh mắt của người phụ nữ chủ quán, không biết xưng hô như thế nào cho đúng, gọi bằng cô thì đã hơi sổ, gọi bằng bà thì lại quá già. Ông buột miệng nói trống không trong lúc lúng túng. Nhà hàng cho gì thì ăn nấy, cho uống gì thì uống nấy. Xin ông khách cho biết rõ hơn, vì chúng tôi có nhiều thức ăn cốt lấy no của dân quê. Đối với người quyền quý thì chúng tôi không biết thế nào mà phục dịch cho vừa. Chúng tôi chỉ có nước bối và nước chè tươi. Quý khách dùng thứ nào thì xin cho biết. Ông Đề vẫn nhìn theo những người nông dân đang khuất dần nơi những ngã đường làng rợp bóng tre. Không hề quay đầu lại, ông Đề nói, nhà hàng cho vài bát nước chè tươi là đủ rồi. Người phụ nữ chủ quán quay vào trong. Khi trở ra ngoài, trên tay bưng một cái khay bằng gỗ. Trên đó bốn bát nước chè tươi còn bốc khói, đặt cái khay nước xuống mặt chõng khá mạnh và lên tiếng hỏi. Các ông từ xa về chơi hội chùa Lê mà. Cả Huỳnh trả lời thay cho mọi người. Anh cũng cảm thấy khó xử không biết xưng hô thế nào cho phải nên nói trống không. Dạ, không dám à, chúng tôi về thăm một người quen trong hạt Tiên Du này ạ. Tôi hỏi khi vô phép, chắc các ông là quan lớn. Nếu không về đây dự hội thì chắc là xuống đây thăm dân cho biết sự tình. Mãi tới lúc đó ông Đề mới cảm thấy trong câu nói của người chủ quán có điều hờn dỗi mát mẻ. Ông quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt bồ câu đen láy. Ông bắt gặp một khuôn mặt nửa như trái xoan mà lại hơi có nét chữ điền. Đây là khuôn mặt của những người cương quyết, bất luận là nam hay nữ. Ông Đề sửa lại dáng ngồi cho đường hoàng, trả lời cô chủ quán bằng một giọng nghiêm nghị. Ây chết, cô hàng đừng có gieo tiếng ác cho chúng tôi, quan nhà gì, chúng tôi cũng là dân giả thôi. Dân giả mà có tới 3 người theo hầu không dám ngồi cùng bàn như ông thì à, có lẽ phải là dân thảo giả mới đúng. Cả Huỳnh, cả Trọng và Cai Sơn đều nóng lỗ tai. Cả ba những toan phản ứng thì thấy ông Đề đưa tay chặn lại. Và đồng thời cả ba cùng nhận thấy ánh mắt đoan chính không sợ hãi của người thiếu phụ bán hàng đang chiếu vào ông Đề, làm như dưới mắt thiếu phụ chủ quán không hề biết đến có 3 người thanh niên đang hiện diện trong quán. Ông Đề cất tiếng khoan thai trả lời, tôi là bề trên, con cháu không dám ngồi cùng bàn khi chưa có phép là việc thường. Các con vào ngồi cả đây không á thì cha con ta mang tiếng thảo giả. Chà, làm cốt cũng đâu có gì là xấu hổ trong thời buổi này. Ông Đề thản nhiên như không hề có chuyện gì xảy ra. Ông nhìn ra ngoài quán vắng. Nắng buổi xế trưa tháng chạp se se lạnh, trời đất như mang một màu tang ảm đạm.
bắt nước trà tươi nguội dần mà ông không hề một lần đưa lên môi. Ông cũng không hề để ý đến người thiếu phụ chủ quán đang kín đáo quan sát ông. Ba người thanh niên ngồi đối diện với ông Đề. Cai Sơn nói với nhà hàng anh muốn mua mấy cái bánh giò bánh dộm. Cô hàng đặt mấy cái bánh xuống trước mặt mọi người xong liền hỏi. Tôi hỏi khi tò mò, mong các ông lượng thứ, chẳng hay các ông định hỏi thăm ai trong làng này. Cả Huỳnh lễ phép trả lời thay cho ông Đề. Chẳng dâu gì nhà hàng, cha con tôi ở xa về Tiên Du này để thăm cụ đầu Kinh Bắc. Cụ đầu nào mới được cơ chứ? Làng Tiên Du này không có hàng trăm cũng phải có tới 70 cụ đầu. Cụ đầu nào cũng có thể là cụ đầu Kinh Bắc được. Không biết tên thì ít ra cũng phải biết nhà cửa, gia cảnh chứ. Ai lại mà hồ đồ như thế được? Lại một lần nữa ba người thanh niên nóng cả lỗ tai. Sao lại có thể có một người chủ quán? Hãy không mở miệng thì thôi, động mở miệng thì cứ y như là đổ đình đổ chùa. Ba người thanh niên không hiểu họ đã phạm lỗi gì. Có điều họ biết chắc, kể về tuổi tác cũng như cách xử thế ngay giờ đây, thì trong con mắt của người thiếu phụ bán quán này, ba người rõ ràng là ở vai dưới. Những lời nói chọc tức đó toàn thị hướng về phía ông Đề. Ông Đề vẫn thản nhiên như không nhìn thấy và cũng không nghe thấy điều gì. Thiếu phụ chủ quán lại nói trống không. Tôi biết các ông định hỏi ai trong cái làng này. Tôi còn biết các ông là ai, các ông định làm gì. Định làm chuyện lớn mà chưa chi đã để lộ hành tích, chẳng sớm thì chạy cũng có ngày mang quả. Ông Đề vẫn thản nhiên như không có gì xảy ra. Ông quay sang nói với người thiếu phụ chủ quán một cách lễ độ. Cha con tôi có lời cảm ơn về sự chỉ giáo này. Ông kính đáo đặt xuống chổng một đồng bạc hoa hòe rồi hối con cháu rời khỏi quán kẻo không lỡ việc. Một chú bé con để tóc trái đào đứng thơ thẳng nơi bụi dâm bụt đầu hồi. Thấy khách lạ đến chơi nhà, chú bé ngước cặp mắt tinh anh lên nhìn một cách tò mò. Cai Sơn tiến lên trước tươi cười hỏi chú bé. Em bé ơi, cho anh hỏi thăm chút, cụ đầu có nhà không em? Thưa, có à. Thế à, em là gì của cụ đầu nào? Em là cháu, để em dạo thưa với ông có khách. Chập sau một ông già dắt tay thằng bé bước ra. Ông lão còn đang bỡ ngỡ trước bốn người khách lạ thì ông Đề đã tiến lên thi lễ một cách trịnh trọng. Thưa cụ, chúng tôi là người trên Nhã Nam, rất tiếc là đã đến thăm mà không báo trước. Kinh xin cụ tha lỗi cho sự đường đột này. Ông lão từ tốn trả lại, thuận miệng mời cha con ông Đề vào nhà. Không dám mà, nếu à, tôi nhớ không lầm thì ông là người đã hai lần cho người biếu quà lão năm ngoái phải không à? Mời các ông vào nhà sơ chén nước nhạt à. Phân ngôi chủ khách xong, ông lão quay vào trong sai người nhà đun nước. Ba người thanh niên đứng quanh tay hầu phía sau lưng ông Đề trong vừa đường bệ vừa nho nhã. Những giây phút bỡ ngỡ đi qua, cụ đầu thân mật bảo ba người thanh niên. Các cháu đây chắc là ngủ hậu yên thế phải không nào? Bắt ghế mà ngồi chứ đứng mãi mỏi chân. Nào, ông Đề cho phép mấy cậu trai trẻ này ngồi thì ta mới nói chuyện tự nhiên được chứ. Phải không à? Không đợi ông Đề cho phép, cả ba thanh niên đồng thanh lên tiếng. Chúng cháu cảm ơn cụ à. Cả ba kéo ghế lui ra sau ông Đề một chút. Ông Đề đợi cho chủ nhà pha nước trà xong mới chậm chạp mở lời. Tiếng ông nhỏ nhưng vang vang trong căn phòng. Ông không chào đón gì cả mà đi thẳng vào vấn đề. Thưa cụ đầu, cha con chúng tôi à, hôm nay nhân có được một chút thì giờ rảnh rang không quản ngại đường xa tới Tiên Du này. Xin nói thẳng một lời để cầu hiền. Cha con tôi là con nhà võ, chữ nghĩa kém cỏi. Việc xong tên đầu pháo là bổn phận của cha con chúng tôi. Chúng tôi cần một bậc thầy để kính cẩn lắng nghe những lời chỉ bảo, những kế sách lâu dài. Xin cụ đầu đừng chê bỏ cha con chúng tôi là chỗ mang rợ rừng rú. Chết nổi ông Đầy dạy qua lời. Lão bất quá hơn ông Đầy ít tuổi, đọc được vài quyển sách tư thư ngũ kinh, chẳng qua là nhai văn nhai chữ. Ngay cả khi còn trẻ chưa chắc đã giúp gì được cho đại cuộc. Hôn hột bây giờ gần kề miệng lỗ, vẫn biết là quốc gia hưng vong thất phu hữu trách, song tự biết trí đã cùng, mắt đã lo, tay ngẩn ngãn, lại nữa tay run, đi phải chống gậy, xin ông Đề nghĩ lại. Thưa cụ, cha con tôi không phải là không biết cụ đồ tuổi hạc đã cao,
Có điều lòng khát vọng bậc cao nhân khiến cha con chúng tôi chưa được gặp là còn cảm thấy lỗi đạo. Đáng lẽ ra cha con hay chúng tôi phải đến đây từ vài năm trước. Nhưng tình thật mà nói mấy năm vừa qua, yên thấy chúng tôi lúc nào cũng dầu sôi lửa bỏng. Chúng tôi tả xung hổ đột để có được một khoảnh đất bằng hai bàn tay. Mau đã đổ ra không ít cho phần đất tự chủ này. Nhìn lại cả nước còn đang đắm chìm trong nô lệ ngoại bang. Cha con chúng tôi không tự lượng sức mình. Đứng ra gánh vác việc lớn mà ngay cả triều đình cũng phải bỏ dở. Bởi cha con chúng tôi tin rằng phàm kẻ sĩ đọc sách sẽ hưởng ứng công việc của cha con chúng tôi. Ông đề thật là biết một mà chẳng biết hai. Đối với những kẻ sĩ trong toàn cõi Sơn Hà từ Bắc vào Nam, những người đọc sách thánh hiền lấy chữ trung thờ trên đầu, lấy chữ hiếu cất ở trong tim, mà quên đi chữ tình của trai gái. Kể từ khi người Pháp bắn vào Đà Nẵng đến nay, đã được 50 năm có lẽ, không ngày nào là không có kẻ sĩ dương cờ giống trống. Kiểm điểm lại trong 50 năm, có lẽ đó xương máu của con dân Việt cũng đã bón không ít cho những cánh đồng, những khu rừng. Để đến nỗi ruộng vườn sơ sát cửa nhà tan hoang, lão biết tại sao người mình lại thua đến ngóc đầu dậy không nổi. Thưa, cậu có thể cho cha con tôi nghe rõ nguồn cơn được không? Cái đó có gì là khó hiểu? Một là cái học của ta quá kém cỏi so với cái học của họ. Chúng ta học làm thơ cho giỏi, đặc phu cho hay, nhai lại những ý nghĩ của cổ nhân trong những quyển sách đã có từ ngàn năm mà không hề thấy là cũ. Họ học tính toán cho thông, đóng tàu, đốt súng, khai mỏ, mở đường. Họ đã đeo đuổi cái học đó từ lâu đời. Nước đã giàu, dân đã mạnh. Họ đã giàu càng giàu thêm. Mình đã nghèo càng nghèo thêm. Lại nữa, những cuộc khởi nghĩa của ta trời trạc quá. Nói thật, mong ông đệ đừng giận. Họ như trăng rằm, còn mình như là đom đóm lập lòe trong ngõ tối. Nhận thấy ông đệ có sắc buồn thiêu trên nét mặt, vẻ trầm ngâm lầm căn nhà nhóm màu u tịch. Cụ đầu kinh bắc quay qua phía ba người thanh niên ôn tồn nói, như là phủ dụ con cháu trong nhà. Lão trông thấy các cháu đây lại chạnh nghĩ tới con lão. Dạo nó bỏ lão mà đi cũng trạc tuổi các cháu chứ mấy. Nó mà còn thì cũng chả cần ông đệ phải nhọc công lặn lội đến đây. Cậu bé có mái tóc trái đầu, nãy giờ thập thò nơi ngưỡng cửa phòng trong. Bây giờ xà vào lòng ông cụ đầu, nó ngước mắt lên hỏi. Ông ơi, ông cho cháu đi ra quán của cô chơi nhé. Cháu đi một chốc về, cháu nhậu tóc sau cho ông. Cụ đồ tay xoa đầu, miệng chửi yêu thằng bé. Chà, bố mày chỉ được cái gã gẫm là không ai bằng. Cháu ra quán nói cô, nhờ ai coi hàng hậu về đây cho ông nhờ chút việc. Đi nhanh về, ông cho ăn kẹo dừng. Thằng bé quay mắt người lại chạy ra khỏi nhà. Trong lúc cụ đồ dặn với theo. Ê, coi chừng ngã đó cháu. Cụ đồ quay lại nói với ông đề cùng mấy người thanh niên. Ê, bố cháu mà còn thì năm nay cũng được 37 tuổi đầu. Cái thằng sáng dạ lạ lùng. Cái hồi tôi dạy khai tâm cho nó cũng bằng thằng con nó bây giờ. Học chưa đầy một năm mà đã bằng trẻ nhà khác đi học cả vài năm. Ông trời cũng na đến là trớ trêu hay bắt người tài hoa mạnh bạc. À thưa cụ, thấy anh ấy mắc bệnh à? Phải. Bệnh như cha con ông đầy đang mắc phải, đó là bệnh nước. Anh ấy chết trong khi bị đầy vì không thể chịu nổi những điều mắt thấy tai nghe. Thằng con lão mà còn sống trên cõi đời này thì ông đầy chắc cũng chẳng phải lặn lội tới đây. Ông đầy lên tiếng hỏi, thưa cụ, có cách nào để mình chống lại người Pháp có hiệu quả không? Coi chưa sao, có điều cách đó thì lâu quá, ông đầy chờ không được. Vả lại nước xa đâu có chữa nổi lửa gần. Đành phải gặp thời thế, thế thì phải thế. Cậu nói vậy cha con tôi không hiểu nổi. Chúng tôi là con nhà võ, xin cậu nói thẳng chúng tôi xin lắng nghe. Và nếu nghe được thì cha con chúng tôi xin mời cậu ban bố hiệu lệnh. Ông đệ nói quá, chúng tôi chẳng dám nào. Chúng tôi xin nói thẳng để ông đệ nghe và mong ông đệ đừng buồn. Chúng tôi thật tình không giúp được cho yên thế một điều gì ngoại trừ đứng ngoài vỗ tay khích lệ. Cái mạng già của tôi thật không đáng gì. Cây học của tôi lại vô dụng trong trận mạc. Tôi không phải sợ chết. Chết sớm vài năm mà chắc chắn tên lại được ghi trong sử sách thì còn mong gì. Nhưng tôi thật không muốn lừa hậu thế. Tôi đang lắng nghe. Và có lẽ cũng nghe được đôi điều.
thư thả rồi chúng ta sẽ nói vào việc được chăng? Tu thật với cụ đồ, cha con tôi lấy làm thất vọng khi thấy những bậc cao minh như cụ đồ Kinh Bắc hay là sư cụ chùa Liêm Hòa ngoảnh mặt đi với cha con chúng tôi, thì yên thế làm sao mà yên cho được. Tôi hiểu nỗi lòng như lửa đốt chân mày của ông đệ. Thà tôi là con nhà võ như ông à, sẽ đỡ trằn trọc đêm này qua đêm khác. Cái bọn nhà nho trói gà không chặt như chúng tôi bây giờ mới ngán ngẩm làm sao. Nào chúng tôi có tiếc gì cái mạng, nhưng chỉ sợ mạng mình đã mất, mà còn làm mất lây đến những người khác. Nói ra thật xấu hổ, chúng tôi chỉ sợ làm quẩn chân anh em khi mình chưa tìm ra kế sách gì. Cụ đồ còn đang ngập ngừng thì ngoài cửa có tiếng liếng thoáng của chú nhỏ trở về. Dắt tay chú nhỏ nào có phải ai xa lạ, chính là người phụ nữ bán hàng sáng nay, đã nhiều lần ăn nói khích bác với cha con ông đề. Người phụ nữ nhìn thẳng vào mặt cha con ông đề khi cúi chào, cái nhìn không hề có vẻ gì thách thức như cách ăn nói sáng nay tại quán nước. Người phụ nữ đó tên là Cẩn, là con gái cụ đồ Kinh Bắc. Trái với thông lệ của các nhà nho, khi trong nhà có khách lạ, con gái không được phép ngồi tiếp chuyện. Kể từ khi Nghiêm, người con trai duy nhất của cụ đồ mất đi, rồi kể đó là bà đồ vì đau lòng quá mà cũng theo chân con trai về chầu tiên tổ. Cụ đồ thì mỗi ngày mỗi già, mỗi đắm chìm vào trong nỗi ưu tư về thời thế, thậm chí đến độ cô ba Cẩn bỗng trở thành người trong nông quán xuyến hết tất cả mọi việc. Cô đúng là mẫu người mà bà Đoàn Thị Điểm đã diễn nâng ra từ một tác phẩm nổi tiếng của Đặng Trần Cô. Đó là mẫu người, ngọc bùi thiếp đã hiếu nam, dạy con đèn sách thiếp làm phụ thân. Nay một thân nuôi già dạy trẻ. Sáng nay trong quán nước, cô ba Cẩn đã gặp bốn người đàn ông mà cô cho là những người có bản lĩnh. Thoạt kỳ thủy khi thấy những người này bước vào và cung cách họ đối xử với nhau. Những người dân quê của làng Tiên Du đã nghĩ họ là những ông quan huyện chuyên hạnh hoẹ bắt nạt dân đen. Cứ nghĩ tới những tên sâu dân một nước này là cô phát lộng tiếc. Và vì vậy nên trong lúc bán hàng cô đã không ngớt buông ra những lời trêu tức. Cô thì chẳng sợ gì những loại người như những con hạt gỗ này. Nhưng cô biết ngay là bốn người đàn ông này là những người có bản lĩnh. Họ là cha con bác cháu với nhau. Đã từ lâu rồi, từ khi anh Nghiêm của cô chia tay với cô nơi nhà đề lao hàng tỉnh. Cái ngày đó qua những chấn song sắt của nhà giam, hai anh em đâu có nói được nhiều lời, lại thêm bà mẹ khóc đến ngất đi trên sàn gạch nhà giam. Hai anh em thừa biết lần chia tay đó là lần vĩnh biệt, họ không cần nói nhiều. Hai anh em siết chặt tay nhau dưới những cái nhìn vô cảm của những người lính lệ. Cô đã nói với anh Nghiêm là hãy yên tâm về việc nhà, cô sẽ làm tất cả những gì có thể để cho mái nhà ấm cúng hơn. Cái ngày đó thằng cháu nhỏ chưa đầy một năm, bà mẹ nó thì đã chết vì bị hậu sản. Cái nhà như bị ma ám, trong 3 năm 3 cái tang, cụ đồ Kinh Bắc tưởng như đã không thể đứng nổi trước những tai họa ập đến. Chính cái chú nhỏ mất cả bố lẫn mẹ. Rồi cả bà nội này là nguồn an ủi duy nhất, khiến cụ đồ còn sống. Những tiếng cười thơ ngây cùng khuôn mặt thông minh đỉnh ngộ đã làm cho ba thế hệ trong gian nhà này mỗi ngày có thêm sinh khí. Trên câu ba Cẩn phần vì bổn phận, phần vì thấy những người ân cần săn đón mình đều là những người bình thường, nếu không muốn nói là tầm thường, nên đã hơn 30 mà cô ba vẫn phòng không chiếc bóng. Với cô ba Cẩn, muốn tới ngõ nhà cô thì ít nhất phải có một phần nào vóc dáng của Nghiêm, người anh đã chết của cô. Thế rồi cho tới sáng nay, cô đã gặp một lúc tới 4 người. Thế mà thấm thoát cô đã ngoài 30 tuổi. Nhiều khi cô tưởng là lòng cô đã nguội lạnh. Nhưng hôm nay cô biết rõ, chẳng những đã không nguội thì thôi, nó còn là một cái lò lửa khổng lồ. Đối với những lời nói mát của cô ba Cẩn sáng nay, dường như mấy cha con người này không thèm chấp, phải chấp làm gì với những người đàn bà trong một quán nước ven đường. Cô ba Cẩn đã biết là lầm, nhưng bản chất vốn quật cường từ khi một mình phải gánh vác việc nhà. Cái cử chỉ điềm đạm của người đàn ông, cái vẻ tuân phục của những người con cháu, đã làm cho cô ba Cẩn biết chắc họ không phải là quan huyện,
về quê như cô đã nghĩ ban đầu. Sáng nay khi những người khách đó ra về, đột nhiên cô cảm thấy bâng khuâng. Có điều cô có cảm giác chắc chắn là sẽ gặp lại những người này trong một tương lai rất gần. Cô cảm giác là cô sẽ là một trong những người của họ. Có điều cô không thể ngờ được là cô gặp lại họ cấp kỳ như thế. Khi thằng cháu ra gọi cô ba cẩn về vì nhà có khách, cô có cảm giác như một cái gì đánh vào ngực cô. Phải không thể sai vào đâu được. Làm gì lại có thể có tới hai toán cùng bốn người khách đến đây trong cùng một buổi sáng. Trên đường về nhà, làm như sợ người ta bắt gặp những sóng săn trong lòng. Hai cô cháu đi trên con đường chính của làng vừa líu lo chuyện trò. Cô ba cẩn hỏi cháu. Thế ông sai cháu đi tìm cô về có việc gì nào? Cháu không biết. Ông chỉ sai cháu ra nói với cô là về nhà cho ông nhờ chút việc. Vì ở nhà có mấy ông khách phương xa. Cháu có đếm ma không? Đếm thử cho cô coi xem là mấy người nào. Cô ơi, đâu có nhiều mà phải đếm. Chỉ có bốn người, một ông hơi già già và ba người còn trẻ. Như thế nào là hơi già già, còn thế nào là trẻ? Như ông nội là già, còn ông này có râu thành ra hơi già già. Ba người kia trẻ thì mặt không có râu. Mấy người đó tên gì cháu có biết không? Cháu nghe ông nói chuyện thì chỉ biết cái ông hơi già già đó tên là ông Đề. Thấy ông Đề có cho cháu kẹo vừng không? Không cô à, nhưng cháu thấy ông ấy mang đến biếu ông cái gì cháu không dám hỏi. Thấy cháu muốn cô cho kẹo không? Cháu không muốn ăn kẹo vừng nữa. Thấy cháu muốn cái gì nào? Cháu chỉ muốn được ngồi lòng ông khi ông nhắm rượu, nhưng cháu muốn cô ru cháu ngủ thôi. Thấy cháu không muốn ngủ với ông à? Muốn chứ, nhưng cháu muốn cô ru thôi. Cháu không thích những bài ông ru cháu. Có lần còn thấy ông khóc nữa đó cô. Ông cứ ru cháu khi nào cháu ngủ rồi thì cô ẩm cháu sang với ông. Thế thì cháu phải ngoan, cháu phải siêng học, không được nghịch nắng, không được khóc nhè. Cháu đâu có khóc nhè, thỉnh thoảng bị ông mắng cháu mới khóc có một tí tị ti thôi. Thế tại sao ông lại mắng cháu nào? Tại cháu viết trái cửa. Để cô nói với ông là từ nay cho cháu khỏi phải học nữa, để sau này cháu đi làm thợ cày thợ cấy cho người ta ngăn không? Cháu đâu có muốn thôi học, cháu muốn học mà. Nếu vậy thì khi ông dạy cháu phải chú tâm vào, học ngu ông đánh cô không có bên cháu được đâu. Khi cô ba cẩn về đến nhà, cô đã ngừng lại trước cổng, vén lại mớ tóc không hề rối, vuốt lại cái áo tứ thân. Cô kín đáo vào nhà bằng lối sau, soi lại khuôn mặt nơi vại nước mưa sau nhà. Cái quật cường thần nhật bay đi đâu mất. Cô bước lên nhà trên chậu khách. Không khác gì những thiếu nữ bị đi xem mắt, cũng có lúc cô bực bội với chính cô, muốn làm cho mình xấu xí trước mặt những người. Coi thường cô đến độ điềm đạm và thản nhiên, hứng những lời nói khiêu khích như đuổi khách của cô. Kín đáo làm đẹp hay cố tình làm xấu, tụ trung cũng chỉ là một cử chỉ bị khuất phục. Cũng may mà cụ đầu sai cô đi làm cơm để đãi khách, như thế là khách còn ngồi chơi khá lâu. Như thấy là cô sẽ có dịp được trêu ngươi một mẻ nữa. Đặt mâm cơm còn nghi ngút khói súng phản, cô ba cẩn vội quay xuống nhà bếp. Cũng may là nhà còn có con gà mái dầu vừa mới thôi ấp xong, rau cỏ trong vườn nhà có sẵn. Với một chút miếng thấy là đủ cho một bữa cơm khách bất ngờ mà tôm tất. Cô không biết nên có một cúc rượu nhỏ hay không. Cô cũng không dám sai cháu lên nhà hỏi cụ đầu. Dẫu sao chăng nữa cũng phải có sẵn, phòng khi cha hỏi tới. Cô sai cháu sang nhà lão nhị kế bên vay tạm cho cô nguyên một chai rượu bổ. Có tới 5 người đàn ông thì không thể là một cúc rượu nhỏ mà đủ, nhất là những người khách phương xa, rõ ràng là những con nhà võ thô hào. Chắc chắn tửu lượng phải cao, họ không phải là những người nho nhã, uống rượu lấy hương lấy hoa như cha cô. Cô nấn ná ở dưới bếp chờ cha sai bảo. Không còn gì để làm, cô tẩn mẫn cởi thang trong bếp, cô vén lại không biết bao nhiêu lần, cái mớ tóc mai nhẹ như tơ trên làn má hồng lên vì lửa cũng có, mà hồng lên vì rạo rực cũng có. Thằng cháu từ nhà trên chạy sọc xuống bếp, nó kéo vạt áo cô miệng bi bô. Cô ơi, ông nói cô lên trên nhà ăn cơm một thể. Cô ngập ngừng, nửa muốn lên nửa không, cô đứng dậy một cách quả quyết. Lấy vạt áo lau những giọt mồ hôi rịn ra nơi trán, dắt tay cháu lên nhà.
Bữa cơm khởi đi trong lặng lẽ, đột nhiên ông Đề đặt chén rượu xuống mâm. Ông nhìn thẳng vào mặt cụ Đồ kinh bắc trịnh trọng hỏi. Thưa cụ Đồ, sáng nay trong lúc nói chuyện cụ, có cho biết thư thả rồi thì cụ sẽ cho biết những điều cụ đã suy nghĩ trong thời gian gần đây. Cha con chúng tôi thật không có gì thì giờ nhiều, chiều nay đã phải về lại chùa Liêm. Ngày tái ngộ không biết đến khi nào. Hoặc giả cụ Đồ thương yên thấy chúng tôi á, thì làm thầy chúng tôi. Việc sinh kế trên phòng xương cha con chúng tôi xin chu đáo. Nếu chưa lên được thì xin dạy dỗ ngay lúc này đây. Chứ còn chờ đợi thì nước xa đâu có thể chữa được lửa gần. Sợ đến khi cụ quyết tâm chỉ bảo thì cha con tôi đã là ma không đầu cả rồi. Ông Đề chớ có khách sáo quá. Lão đã mời cơm là coi như người một nhà. Việc lên phòng xương sẽ còn tùy thuộc vài điều. Và cũng không phải là điều quan trọng. Quan trọng là lão đóng góp được cái gì cho nghĩa quân yên thế. Thì bây giờ đây lão cũng đóng góp được chỉ là những suy nghĩ. Thưa cụ, cha con chúng tôi xin kính cẩn lắng nghe những cao kiến của một bậc thức giả. Ông Đề nghĩ coi hiện nay người Pháp có thật tâm để cho ông làm chủ bốn tổng trong vùng yên thế chăng? Thưa cụ không, họ muốn rảnh tay để lo trấn áp những người cần vương yêu nước trong mấy tỉnh miền xuôi. Cái kiểu bắt không được tha làm phúc. Hiểu được như thế là hiểu được một nửa những điều tôi đã suy nghĩ. Thật ra con nhà võ mà có cái nhìn còn hơn chán vạn người đọc sách. Cứ chi hồ giả giả mà không hề biết đến những việc trái tay gai mắt hàng ngày. Cứ gục mặt vào quyển sách mà không biết rằng những quyển sách đó đã sắp thôi không còn hữu dụng với đời. Thì chẳng thà không đọc như ông Đề mà còn hơn. Xin cụ chớ quá khen mà làm hư thân những đứa trẻ đang ngồi ngay đây. Chúng cứ tưởng có dăm ba miếng vỏ, có gan cầm súng đi đầu làm mọi việc đều dễ như trở bàn tay. Cái đáng quý nhất của ông Đề là biết khiêm tốn và có lòng nhân. Có những lúc người ta phải giết người, nhưng không phải vì thế mà không có lòng nhân. Trở lại với người Pháp, họ không tử tế gì đối với yên thế. Ông Đề sẽ làm gì trong mai hậu khi người Pháp trở mặt chưa? Thưa cụ, cha con chúng tôi biết rằng chúng tôi chẳng qua chỉ là một miếng thịt trên đầu mũi tên của người Pháp. Chưa biết họ sẽ bật di cung lúc nào. Chúng tôi đang lo mở rộng địa bàn hoạt động tích lũy lương thảo, tồn trữ súng đạn và cầu những người như cụ Đồ. Chả dấu gì ông Đề, từ khi thằng Nghiêm nhà tôi mất đi, tôi đã nghĩ chán vạn rồi. Cái học của chúng tôi chẳng dùng gì được trong lúc này. Có lên phòng xương thì chỉ làm cho trên đó tốn thêm mấy miếng ăn. Cha con lão cũng có tay có chân, cũng có thể theo người cày cấy lấy bát cơm cho vào miệng. Đất đai ở trên đó thì thiếu gì. Nhưng cái lòng quyến cố nó lớn quá thành thử lão muốn ở đây. Nói nào ngay trong cái nhà này, con gái lão lo liệu mọi thứ. Lão tuy là người quyết định nhưng thật ra nên có ý kiến của nó. Ông Đề đột nhiên quay sang cô Ba Cẩn. Ông bắt gặp một cặp mắt đen như nhung, sáng long lanh. Vài sợi tóc mai lòa xòa bên thái dương. Nổi bật trên làn má đỏ hồng. Những sợi tóc mai làm ông nhớ tới một câu ca dao. Cá tươi thì xem lấy mang. Người không xem lấy đôi hàng tóc mai. Ông đằng hắn lấy giọng hỏi. Xin cô cho biết tông ý. Quả thật là chỗ cha con tôi ở thì đều là thảo giả. Nhưng thời nay đâu phải là thời thái bình thịnh trị. Cha con tôi bất đắc dĩ mới làm giặc cỏ mà thôi. Thưa cha, thưa ông Đề và các em đây. Sáng nay con không biết đã mạo phạm đến nghĩa quân trên yên thế. Mong cha già chưa bị thứ lỗi. Việc bỏ đây mà đi là việc trọng đại. Phận con là con gái không dám tự chuyên. Cha bảo sao con nghe vậy? Cha bảo ở lại thì ở lại. Cha bảo đi thì đi. Đi cũng đúng, mà ở cũng đúng. Thưa cụ Đồ, một việc đã đúng thì không thể sai, mà đã sai thì không thể đúng. Xin cô nói rõ hơn. Cha con tôi tối giả không thể hiểu nổi ý tứ của câu nói vừa rồi. Thưa cha, ở lại đúng là vì nhà ta đã ba đời chung trên đất này. Mộ của mẹ con, mộ của chị Nghiêm cũng đặt ở đất Tiên Du này. Còn về việc đi lên phòng xương đúng là vì mình sống ở trên đất của tổ tiên gây dựng mà họ không cho mình được sống yên. Đã không nói tới anh Nghiêm thì thôi, đã nhắc tới thì phải biết vì sao anh ấy phải đi đầy đến đầu bỏ xác nơi xứ người. Không còn chia tay với anh Nghiêm ở nhà lao hàng tỉnh, còn hứa với anh Nghiêm là con sẽ nuôi thằng bé nên người. Mà muốn cho nó nên người thật sự thì không thể ở lại đất này. Cha đã cho phép con nói, còn quyết định việc đi hay ở tùy vào ý cha, con tuyệt không dám lạm bàn. Thôi được,
Ông Đệ cho cha con lão khất chuyện đi hay ở trong vài hôm. May cha con ông cũng nên về chùa Liêm chiều nay cho kịp hội ngày mai. Lão sẽ trả lời trước khi ông Đệ về hẳn. Ông Đệ đứng dậy chắp tay vái cụ đồ kinh bắc cùng cô Ba Cẩn. Ông nói với một giọng hết sức trịnh trọng. Cha con, chúng tôi chân thành cảm ơn cụ đồ cùng cô Ba Cẩn. Chúng tôi tin rằng trong một thời gian ngắn chúng tôi sẽ được nghe lời dạy bảo của cụ đồ trên đại đồng Phùng Xương. Tập thứ 16 đến đây chấm dứt. Xin mời bà con mình nghe tiếp tập thứ 17.